Và đây là video chi tiết nhất về cái con lo điện Rosin 3 Bass, một trong những cái con lo mà nó có giá trị cao nhất tại cửa hàng điện máy 3 số 9 của mình. Vậy anh em cùng xem coi cái con lo này nó có những cái gì đặc biệt mà tại sao giá của nó mắc đến thế anh em ha. Và đây là video chi tiết nên là anh em nhớ coi hết video này. Cuối video mình sẽ báo giá cụ thể cho anh em coi có con lo này giá bao nhiêu nha. Rồi đầu tiên về ngoại hình anh em nhìn xem, trong nguyên một cái dàn lo mà trước giờ anh em đã xem mình review á, có con lo nào đẹp hơn con lo này không? Đây là một trong những con lo mà thấy là nó phối màu cực kỳ đẹp, phối giữa cái màu xám này nè, màu xám lông chuột nè, với cái điểm nhấn màu đen nè, đó, họng chép nè, rồi thêm nữa là phun lên trên kìa, cũng là lưới màu xám lông chuột rất dày ha, lưới dạng tổ ong đó, rồi thêm nữa là cái vỏ thùng của nó màu đen, màu đen và gỗ này là gỗ gỗ ép nè, nó sẽ cho anh em được cái khả năng chống thấm, chống gọi là chống mối mọt rồi các thứ cũng rất là ok đó. Về ngoại hình là như thế. Rồi cái cấu hình bên trong thì sao? Việc trang bị sở hữu cho anh em lên tới 3 bát, bao gồm là một bát chính giữa là bát 5 tấc con 100 từ 220, thêm nữa hai bát 40 hai bên con 75 từ 190, là một trong những cái cấu hình mà mình thấy là rất là to, rất là khủng cho một cái con lo lọc kéo anh em ha. Cái con lo này á gọi là lo kéo điện bởi vì nó có 4 bánh xe để anh em có thể di chuyển tới luôn rất là thuận tiện và thoải mái. Ví dụ như bây giờ anh em cần một con lo anh em để trong nhà anh em chơi được, rồi anh em kéo ra ngoài trời mình đãi đám tiệc chơi được, nó đa năng, nó tiện dụng, thì đây là một trong những cái điều mà mình muốn hướng tới cho những cái con lo bên mình. Lo kéo điện công suất lớn, lo này là lo 3 bát và chính hãng Rosin, một trong những cái thương hiệu mà nó có tuổi đời khoảng tầm 9-10 năm anh em. Thiên về xuất khẩu lo đi nước ngoài, thị trường chủ yếu của Rosin á là ở Úc nè, ở châu Âu nè, rồi những cái nước ở bên Mỹ cũng đã có chi nhánh rồi ha. Và cái con lo này trước mà anh em là một trong những con lo độc quyền tại cửa hàng điện máy 3 số 9 mình, trên thị trường nó không có chỗ nào có, và nếu anh em muốn nghe thử chất âm và chỉ có thể là ghé chi nhánh bên mình thôi, hoặc là ở trụ sở chính ở 573 Lê Văn Lương 7, hoặc là hai chi nhánh ở Cần Thơ và An Giang. Đó, đó là một trong những cái điều mà mình nói tổng quan cho anh em biết về cái con lo này. Và nói về cấu hình bên trong thì cái con lo này hiện tại đang được trang bị cho anh em là tới 4 thớt với một cái quản lý nguồn để có thể là tắt mở tự động tất cả những cái thớt nguồn ở đây, thớt quản lý ở đây ha. Đó, rồi bây giờ muốn mở con lo này lên anh em chỉ cần cho mình một cái nút ấn thôi, và hiện tại anh em sẽ thấy cho mình nè, nó sẽ có cho anh em một cái đồng hồ hiển thị điện áp nè. Đó, điện áp như thế nào thì nó sẽ hiển thị trực tiếp ở đây hết. Điện mạnh á, thì nó khoảng tầm 200 mấy 230, điện yếu thì có thể xuống 210, thì tùy theo cái điện áp nó hiển thị ở đây để anh em biết là hôm đó mình nên chơi công suất lớn được không, hay là mình mở nhỏ thì sao để cho phù hợp với điện áp để bảo vệ độ bền của thiết bị. Rồi mật tắt chỉ cần một nút một thôi nha, đây một nút một ấn một cái là nó tự mở lên hết. Và đặc biệt nhờ cái quản lý nguồn này á, anh em hạn chế tối đa những cái tình huống xui rủi như chập cháy gì đó, thì CP này nó sẽ nhảy bảo vệ cho anh em được là cái con lo này nó an toàn. Khi đã mở lên rồi á, thì anh em thấy nè, đây nó được auto mở lên hết. Đó, rồi thêm nữa ở đây là mình vừa kết nối Bluetooth với một cái thiết bị nè, đó nó sẽ tự động kết nối luôn, tức là con này á đã gọi là nó hiện đại thì nó sẽ tự động tất cả mọi thứ luôn. Anh em chỉ cần mở lên bằng một nút ấn thôi, cầm micro lên mà hát thoải mái. Đây, đây là micro của lo Rosin này nè, rất sang, rất xịn đúng không, chuẩn micro sân khấu luôn ha. Đó, cho anh em được một cái ngoại hình của nó đẹp, nó đẳng cấp. Và khi mà ví dụ như nhà anh em mà có khách cứa rồi đến chơi á, cầm cái micro này lên anh em cũng gọi là rất là tự hào khi mình giới thiệu mình mới vừa tậu một cái con lo rất xịn đẳng cấp châu Âu. Đó, rồi nói về cái chất âm của lo này thì mình rất tự hào khi mà lo Rosin á nó mang lại cho anh em được một cái chất âm mà nó chuẩn châu Âu nhưng mà giá ở Việt Nam mình em. Nếu như anh em đã từng nghe những cái âm thanh mà nó sắc nét, nó chi tiết và nó tái tạo được cho anh em những cái gì nó nhỏ nhất như tiếng mưa, tiếng nước chảy hay gì đó, thì con này nó làm được cho anh em điều đó y chang luôn. Và hiện tại giá của nó đang rất là hợp lý, rất là rẻ so với những dàn châu Âu mà như RCF, là JBL hoặc những cái dàn khác mà anh em đã từng nghe trên thị trường nó đang giới thiệu cho anh em. Đó, con lo này là như vậy, giá rất hợp lý. Rồi thêm nữa, hồi nãy mình quên nói cho anh em về cái con lo chép ở đây và một cái cặp lo full ở trên. Lo chép ở đây á, là bên nhà sản xuất công bố là nó sử dụng cho anh em là cái loại chép 450, nhưng mà cái loại rất là đặc biệt. Từ của nó sẽ có anh em được cái lực từ rất lớn. Bên hãng thì nó hay gọi là super chép á, tức là loại chép này nó được thiết kế riêng đặc biệt và không có ở thị trường Việt Nam anh em. Chép này phải nhập về, nó phải mới gắn được như vậy. Và cái họng chép này là họng chép array, nó vác cho anh em ra bốn hướng để anh em có thể là mình nghe được chi tiết những cái âm tần, ví dụ anh em đứng cao mình nghe được, anh em ngồi xuống thấp mình nghe được, anh em ngồi rộng qua, ngồi bên trái bên phải gì đó cũng nghe được. Còn với những họng chép array nó sẽ cắt ngang nha, nó cắt ngang như vậy thì anh em chỉ nghe được hai bên hông thôi. Còn đứng lên cao thì chất âm nó sẽ bị khác rồi, ngồi xuống thấp thì chất âm cũng sẽ bị khác rồi, nó không có hay lắm. Thì con này nó được cái là như vậy ha. Anh em sẽ có là một cái hớt đẩy công suất lên tới 4000W, 4 kênh anh em, 4 kênh, mỗi kênh 1000W, 4 kênh là 4000W, bao gồm kênh A là kênh trái, kênh B là kênh phải, kênh C là dành cho kênh sub ở dưới này, và kênh D là dành cho hai la full.
Hilo Full là đang sử dụng cho anh em full 4 tấc sườn nhôm con 75 từ 190, thêm nữa cho anh em ở trên là một cái con chép ở trên đó, chép 450 luôn, cho anh em được cái cấu hình rất khủng nha. Đó, con lo này đặc biệt cái là nó sẽ có cho anh em một cái cây trống để anh em đưa cái con lo full lên cao và để giúp cho anh em có độ phủ tốt hơn. Ví dụ bây giờ anh em muốn xây sang trái, ok xây, anh em muốn xây sang phải, ok xây, rất là tiện lợi. Ví dụ anh em muốn phủ không gian như thế nào đó là tùy theo anh em ha, có được một cái sợi dây nối từ dưới con lo chính lên lo full rất là tiện luôn ha. Đó, bật tắt cũng chỉ cần một nút. Rồi, đó là tất cả những gì mà mình muốn nói về cái con lo này. Nói về cái chất âm con lo này cũng như anh em nãy giờ cũng đã nghe đó, thì đây là một trong những con lo nó có được cái sự chi tiết về chất âm. Âm thanh của chuẩn châu Âu là nó đề cao về cái cấu hình, nó đề cao về cái dãy âm tầng, làm sao cho một con lo nó đáp ứng đủ cho anh em về cái chất âm để anh em có thể là nghe nhạc nó thoải mái, nó đúng chất thưởng thức âm thanh. Đặc biệt con lo này nếu như anh em sử dụng cho những cái sàn nhảy nè, nhảy cha nè, nhảy mấy cái loại mà giống như nhảy hiện đại bây giờ, anh em sử dụng con này nó cũng đủ cho anh em được những cái điều mà anh em muốn về cái chất âm. Âm thanh của nó rất là hay. Nếu như bây giờ anh em mà có điều kiện mình đến với cửa hàng á, mình nghe có thể nghe được thực tế cái chất âm này nó như thế nào. Đặc biệt hơn là cái bên rột xin này nè, nó đề cao cho anh em về cái khả năng hát karaoke. Với con loa hát karaoke á, thì nó đề cao cho anh em về cái dãy tầng mic ha, mic mic low rồi nè. Tiếng của rột xin này nghe rất là rõ ràng. Và đặc biệt á, với việc sở hữu những cái linh kiện mà nó chất lượng á, nó sẽ cho anh em được cái độ méo tiếng gần như là gần không luôn anh em. Đó, tức là cái giọng anh em như thế nào, có những cái gì đặc biệt, những cái cách xử lý liếng lái rồi á, anh em như thế nào á, mình kiểu như mình có những cái mẹo ca hát á, thì anh em xử lý trên con này rất là mượt mà, và nó trợ thêm cho anh em những cái đoạn lên cao. Ví dụ bây giờ anh em lên cao, anh em hát trên con mic này nè, rồi là nó sẽ cho anh em được một cái khả năng hát nó trợ lời hơn, hát nhẹ hơn rất là nhiều, rồi em xuống trầm cũng rất là rõ luôn. Ở đây thì mình sẽ nói cơ bản cho anh em như vậy thôi. Nếu như anh em có điều kiện mình đi ghé cửa hàng á, thì mới nghe được thực tế nó như thế nào, và đó là chính xác những gì mình muốn nói về con loa này. Hiện tại đây là một trong những con loa có giá trị cao nhất tại cửa hàng bên mình, và với mức giá là 45,8 bao gồm một con dưới không á là 35,9 và một cặp loa full 9,9 nữa. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp và giao hàng toàn quốc, anh em ở bất kỳ tỉnh thành nào bên mình vẫn có giao hàng đầy đủ. Nên là anh em nếu như quan tâm muốn được mình tư vấn cụ thể hơn, muốn nghe thử chất âm thực tế, hoặc là đến cửa hàng, hoặc là tin tưởng đặt hàng, mình sẽ giao hàng về cho anh em và đảm bảo không làm cho anh em thất vọng luôn nha.